Dạ. Đức thầy có nói tuy là kẻ sở người tề, Dạ. hiền lương lĩnh hội cũng kề với nhau. Đó. Cũng như ở Trung Quốc hồi xưa nước sở nước tề là xa nhất ở nước Trung Quốc. Dạ. Đức thầy ví dụ như vậy đó, thì trên cái quả địa cầu này dù xa cách nào đi nữa, nếu là mình người hiền lương thì cũng được về dự hội Long Hoa. Do cái sự vận chuyển của Phật trời, chừng đó chư thần ta hướng dẫn, chứ không phải tự mình đi mà được. Mà mình có cái duyên đạo và có cái phước đức thì ở trên ta vận chuyển, tự nhiên đến đó có người dắt mình tới đó, vậy đó. Vậy là về bằng nguyên sát luôn hay là bằng linh hồn không? Ví dụ vậy. Và nghĩa ra cái người có phước thì về quy sát Dạ. đặng sống để dự hội Long Hoa, còn những người lỡ chết mà có công tu thì cái linh hồn vẫn về dự hội được, đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Dù không có xác thịt, Phật trời cũng cho mình già quá trẻ là được. Dạ con xin được phép hỏi ông Năm một câu này nữa là câu cuối cùng, là có một chị Phật tử là thưa ông Năm, cha mẹ ông bà của con mất cách đây hơn 1 2 năm rồi, nhưng mà con cháu cũng vẫn nằm trên bao thấy thấy ông bà cha mẹ. Như vậy là ông bà có được giải thoát hay hoặc là siêu thoát hay là đầu thai gì chưa ông Năm, mà tại sao con cháu lại thấy hoài là sao? Dạ. Kính thưa quý vị, vấn đề này thì nếu mình xét theo lời Đức Phật thì nó rất rõ ràng lắm. Đức Phật nói nếu mình muốn biết cái người chết trở lại hay không như thế nào thì nó có những cái điều kiện để cho mình biết rõ ràng. Nghĩ trong vòng từ 1 năm tới 3 năm, mà ở trong cái gánh con cháu đó, mà ông với cái bà đó mà thương cái gánh nào nhiều nhất thì coi chừng sanh vô đó. Làm con có hiếu lo cho cái gánh đó đó, còn không thì cái gánh nào mà giận nhiều nhất, ghét nhiều nhất đó thì coi chừng sanh lại cái gánh đó, cũng làm con cháu vậy mà phá cho gánh đó tan hoang hết đó. Chỉ trong vòng 3 năm thôi, cái đứa nhỏ đó sanh ra do mường tượng giống với cái người đó, cái thánh ý cũng giống luôn, là trở lại đó. Đức Phật nói mình nhìn là biết cái linh hồn mà vì cái thương mến trong gia đình đó phải sanh trở lại đó, không có sanh chỗ nào khác được hết. Mà thật sự như vậy, bây giờ mình thương con cháu mình, giờ mình chết cũng theo đó chứ theo ai vậy, phải sanh lại đó chứ sao. Còn ngược lại, không có đủ duyên, có những linh hồn ở cả trăm năm luôn. Cho nên cái ngạ quỷ đó, cái tuổi thọ nó tới 500 năm rồi. Cho nên người ta nói chết cái rồi trong 49 ngày cái sanh liền này nọ, cái đó mấy ông đó độ chừng nói không à, chứ không phải vậy. Chết sanh liền á là những người giáng sanh thì cực lạc, chết sanh liền á là người những được rước về cõi trời, cõi thần trở lên, kỳ dư địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều theo nghiệp báo hết, không có ai sanh liền hết trơn. Khi cái nghiệp của mình tạo tội nó hiện ra cái thân trung ấm, nếu mình tạo cái phước làm người thì nó giống như mấy đứa nít, rồi nó chạy chơi giỡn với mấy đứa nít. Chừng nào cái tình dục đó nó có nhá ánh sáng lên, nó hút cái lực âm dương, nó hút rất mạnh không thể cưỡng được, thì linh hồn nhào vô đó giữ giọt tinh huyết sanh ra liền. Nếu tạo nghiệp thú thì cái thân trung ấm nó hiện giống như những con thú con, nó lờ mờ nó chơi giỡn với mấy thú con. Chừng nào cái loài thú nó tình dục, ánh sáng lực dục nhá lên, nó hút vô cái nhào ra sanh đứa con liền, chứ không phải tầm thường đâu. Cái chuyện đó nó lớn lao như vậy đó. Bây giờ tôi nè, gánh hầu hoang mời đám giỗ trên ngoài tôi không dám đi đó, không lẽ mình đi mình thương ông bà người ta sao? Tôi hồi đó là ông Phan Nhân Tiên đó, Phật cho tôi biết đó. Phan Nhân Tiên là Thiên Trung Hầu, thờ cái đền thờ ở Cao Lãnh nè, ở Tòng Sơn đó, cái đền thờ hiện giờ còn đó. Cái ông đó là tôi đó, hồi đó tôi làm quan tổng trấn ngang với Lê Văn Việt chứ đâu phải thường sao, ra đánh giặc diêm bị đứt đầu chém đầu đó, mới đem về các cái đền thờ đó thờ đó, và từ đó tới giờ trên 400 năm rồi. Và tôi vẫn trở lại con cháu, tôi là Phan Hữu Lực là cách nhau hơn 10 đời rồi đó, còn đầu thai lại làm con cháu đó, biết tu rồi đó, mà cỡ đó mà còn trở lại đó chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên bây giờ tôi biết cái vụ này, bữa đó ra tự nhiên tôi nằm mà nước mắt nó chảy sáng đêm đó. Tôi nói lần rồi tôi biết rồi kìa,
muôn đời tôi về Phật luôn, không bao giờ trở lại nữa. Thì bây giờ tôi nói là giống y vậy đó. Cha mẹ ông bà mình thường thường thương con cháu trở lại không, cho nên bây giờ hiểu cái chỗ này rồi, thôi kiếp này gắn đi luôn nha, chứ không thôi trở lại làm con cháu nó đây nó chửi mắng mình khổ lắm á. Rồi để ta nữa đi, các con cháu làm bằng cách nào để cho ông bà được được siêu thoát không Năm? Thí dụ như ông bà mất đó. Bây giờ nếu con cháu mình muốn cho ông bà siêu thoát thì nó có hai điều kiện. Điều kiện nhỏ nhỏ đó thì mình làm phước giúp đời, làm việc đạo nghĩa gì đó để giúp cho ông bà mình có phước, đặng cái linh hồn đó khỏi đọa những đường ác, tiến lên từ làm người, làm tiên, làm thánh. Đó. Còn nói cho đúng hơn, muốn được kết quả cao siêu hơn nữa thì ráng tu đắc đạo cứu của quyền. Đó, mình phải tu đắc đạo mới đủ phước độ được ông bà con cháu, ông bà mình siêu thoát. Còn mình chưa đủ phước thì cũng đỡ, cũng như cất nhà mà chưa dùng vách vậy đó, mình đập được cái nóc thì ở trong nhà ông bà mình cũng đỡ mưa kính gió, đỡ hơn người không tu. Còn mình tu đắc đạo rồi, cũng như mình cất cái nhà mình lợp đàng hoàng thì ông bà mình được che mưa kính nắng hết. Có nói về đại hội Long Hoa đó thì các các cô chú anh chị cũng như là muốn nhờ con hỏi là nếu sau này mà diễn ra hội Long Hoa thì những người mà ở xa như ở các nước khác đó là có về dự được hội không, hay là về bằng cái cách nào không Năm, ví dụ vậy đó. Đức thầy có nói tuy là kẻ sở người tề, hiền lương lính hội cũng kề với nhau đó. Cũng như ở Trung Quốc hồi xưa nước sở nước tề là xa nhất ở nước Trung Quốc. Đức thầy ví dụ như vậy đó, thì trên cái quả địa cầu này dù xa cách nào đi nữa, nếu là mình người hiền lương thì cũng được về dự hội Long Hoa. Do cái sự vận chuyển của Phật trời, chừng đó chư thần ta hướng dẫn, chứ không phải tự mình đi mà được, mà mình có cái duyên đạo và có cái phước đức thì ở trên ta vận chuyển, tự nhiên đến đó có người dắt mình tới đó vậy đó. Vậy là về bằng nguyên xác luôn hay là bằng linh hồn Năm, ví dụ vậy? Nghĩa là cái người có phước thì về nguyên xác, đừng sống để dự hội Long Hoa. Còn những người lỡ chết mà có công tu thì cái linh hồn vẫn về dự hội được, đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Dù không có xác thịt Phật trời cũng cho mình già quá trẻ là được. Còn mình có xác thì về nguyên xác, già quá trẻ luôn khỏi chết. Như vậy thì những người ví dụ như không có tu theo Phật giáo, những cái tôn giáo khác thì họ có được về dự hội Long Hoa không Năm? Cái hội Long Hoa này thì nó không cá nhân về tôn giáo, mà chỉ nói cái người hiền đức, dù tôn giáo nào nếu là hiền đức là chân chánh thì được sống còn dự hội Long Hoa. Còn nếu gian ác tà là thì phải tiêu diệt. Đó là cái luật của Thượng Đế, chứ không riêng tôn giáo nào hết. Dạ, vậy là coi như là những người hiền đức là không phân biệt tôn giáo, có cái tâm tốt thì được dự hội. Được dự. Dạ. Dạ, con cảm ơn ông Năm. Còn người gian ác thì bị tiêu diệt. Vậy đó. Dạ, tiếp theo là câu hỏi con xin nhờ ông Năm vấn ra giải đáp cho bà con là những người được sống đời Long Hoa Thánh Đức như vậy thọ được bao nhiêu tuổi và rồi bỏ xác và có vợ chồng như thời buổi bây giờ không ông Năm? Cái hội Long Hoa đó thì cái con người đó nó bằng với cái cõi trời sắc giới, sống được 10.000 năm, 80 tuổi đó mới có vợ có chồng nếu ai muốn lập gia đình. Còn ai muốn tu theo Phật Di Lặc thì tu thành Phật luôn, tùy theo người chứ không có sự bắt buộc vậy đó. Vậy là cái tuổi thọ của con người sống đời thượng quan đó là khoảng là 10.000 năm. 10.000 năm. Một muôn tri hậu tử người so le đó, trong hai muôn bán biến đổi khác nghe, có sống có chết so le lập đời. 10.000 năm đầu không ai chết hết. Từ 10.000 năm ngàn tới 10.000 năm sau bắt đầu mới có sống có chết. Người thượng quan là như vậy. Thì cũng có vợ có chồng sinh con đẻ cái không Năm ạ? Nếu là 80 tuổi. Nếu cái người lập gia đình thì 80 tuổi mới có vợ có chồng, mới có con có cháu. 80 tuổi có già quá không Năm?
80 tuổi là thanh niên đó. Dạ. Yeah. Tại vì cái tuổi thọ lên tới 10.000 tuổi lận. Dạ. Yeah. Chứ đâu phải như bây giờ chết yếu. Dạ. 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 Dạ thưa ông Năm, nhờ ông Năm giải đáp tiếp câu hỏi. Hội Long Hoa sau này diễn ra như vậy, các vị giáo chủ của các tôn giáo khác như là Thiên Chúa, Hồi giáo, Cao Đài, vân vân, có về dự hội chung cái ngày đó hay không, hay là chỉ có riêng Phật giáo thôi ông Năm? Dạ. Xin thưa rằng cái ngày giờ đó, đó thì các vị giáo chủ khác cũng đều được tham dự hết. Đó. Nhưng mà cái người lãnh đạo của đại hội là Đức Di Lạc, tức là Đức Thầy mình đó, thay cho Đức Thích Ca để đứng ra lập cái hội Long Hoa. Còn các vị tiên Phật khác cũng đều đến tham dự được hết. Nhưng mà không phải là chủ sự, mà Đức Di Lạc là chủ sự trong cái đại hội. Thì Phật Dương đó là vua Phật, các thước trên thế giới cũng đều phải chịu phục Phật Dương hết, cũng như Minh Dương cũng là vua ở trong các nước thế giới luôn, cũng phải phục Minh Dương của mình. Nên vì vậy mà khắp các nơi á, đều giao hòa hết, không còn chiến tranh, không còn giặc giã nữa. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp đó, các nước đều là xưng thần, làm tôi. Chỉ có nước mình mới làm bá chủ hoàn cầu, các nước nó đầu phục hết. Sau này nó như vậy. Dạ. Dạ, xin cảm ơn ông Năm.